A về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay A về danh. Xin chào tất cả các bạn học sinh thân mến. Hôm nay cô Hạnh rất vui vì lại được tiếp tục đồng hành cùng các bạn trong bài số 5 trong chương số 2 trong bộ sách Cánh Diều toán lớp 6. Và trong bài học ngày hôm nay thì cô và các bạn sẽ đi tìm hiểu những kiến thức mới nào và qua bài học mình sẽ giải quyết được các bài toán ra làm sao. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi hết video của cô nhé. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát này. Đây, chúng ta cũng đã biết là về cái phép tính 3 x 2 bằng 6 rồi. Trời, nhiều bạn bảo là ơi sao cô lại hỏi đố các bạn một câu dễ như thế này. Vì câu này các bạn đã biết từ cấp 1 rồi, đúng không? Vậy thì bây giờ nó có liên quan gì đến bài học ngày hôm nay? Thì chúng ta đã biết này, số 3, số 2 và số 6 thì đều là các số nguyên dương, đúng không? Vậy các bạn thấy là số 3 nhân số 2, số nguyên dương nhân số nguyên dương. Vậy chúng ta thấy ra một số nguyên dương là số 6 ở trong trường hợp này. Vậy phải chăng rằng là gì? Số nguyên âm nhân số nguyên âm thì cũng ra số nguyên âm hay không? Đấy, tức là âm 3 nhân âm 2 có ra là âm 6 hay không? Vậy muốn trả lời được câu hỏi này thì các bạn hãy chú ý theo dõi thật kỹ video của cô trong bài học ngày hôm nay nhé. Bài học của chúng ta ngày hôm nay có nội dung về phép nhân các số nguyên. Và bây giờ thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng đi vào phần 1 nhỏ, 1 la mã nhé. 1 la mã phép nhân hai số nguyên khác dấu. Rồi nhân hai số nguyên khác dấu này. Rồi hoạt động số 1 các bạn quan sát này. Hoàn thành phép chia sau, hoàn thành phép tính sau. Ở đây là âm 3 nhân 4 thì chúng ta cũng biết rồi này. Âm 3 nhân 4 thì tức là có 4 số âm 3 nhân cộng với nhau, đúng không? Rồi cô sẽ có là âm 3 cộng âm 3 cộng âm 3 cộng âm 3. Đấy, vậy bây giờ chúng ta sẽ điền được bằng số bao nhiêu vào đây? Thì chúng ta đã được học về phép, đó là phép cộng các số nguyên cùng dấu rồi. Đây chúng ta thấy cộng các số nguyên cùng dấu âm thì kết quả chắc chắn sẽ ra âm. Đấy, và ở đây chúng ta sẽ có là 3 cộng 3 cộng 3 cộng 3 thì sẽ bằng là 12. Vậy ở đây kết quả sẽ là âm 12. Rồi, đấy, vậy bây giờ chúng ta sẽ so sánh cho cô là âm 3 nhân 4 và trừ của 3 nhân 4 nào. Chúng ta sẽ có nhá. Âm 3 nhân 4 các bạn thấy không? Âm 3 nhân 4 thì chúng ta vừa tính được ở đây là bằng âm 12. Đúng chưa? Rồi, còn âm của mở ngoặc 3 nhân 4 thì chúng ta thấy là gì? Âm của mở ngoặc 3 nhân 4 thì tức là vẫn là âm 12. Đấy chúng ta có nhá. Đầu tiên này, âm của 3 nhân với 4 thì các bạn thấy cô vừa tính được đây này, sẽ bằng 4 số âm 3 cộng với nhau thì sẽ bằng âm 12. Câu B đây nhá. Rồi và chúng ta có là âm của mở ngoặc 3 nhân 4 thì sẽ bằng ghi dấu trừ ở ngoài, 3 nhân 4 là bằng 12. Rồi. Đó, vậy bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng là gì? Từ đây cô có thể suy ra được là âm của 3 nhân với 4 thì sẽ bằng âm của mở ngoặc 3 nhân 4. Đấy. Vậy đến đây chúng ta sẽ nhìn thấy cho cô, đây là phép nhân hai số nguyên khác dấu, một số nguyên âm và một số nguyên dương. Vậy khi đó nó sẽ bằng cái kết quả đó là gì? Bằng là chúng ta sẽ lấy hai cái số đó nhân với nhau này. Đó, tức là chúng ta sẽ lấy hai số nguyên dương ở đây nhân với nhau rồi đặt dấu trừ trước kết quả. Được chưa? Rồi, đấy, đấy là cái phần phép nhân hai số nguyên khác dấu. Và từ đây các bạn sẽ có cho cô cái kết luận như sau, là để tìm tích âm 3 nhân với 4 thì ta chỉ việc lấy tích của hai số 3 và 4 rồi chúng ta thêm dấu trừ trước kết quả. Đây, tức là âm 3 nhân 4 thì sẽ bằng trừ của mở ngoặc 3 nhân 4. Rồi thì kết quả sẽ bằng âm 12. Đó, và từ đây chúng ta sẽ rút ra được cho cô cái kết luận về phép nhân hai số nguyên khác dấu như sau nhé. Chúng ta sẽ rút ra cho cô 3 bước để chúng ta nhân hai số nguyên khác dấu này. Bước số 1 là chúng ta sẽ bỏ dấu trừ trước số nguyên âm còn giữ nguyên số còn lại. Đấy. Đấy, tức là gì? Bỏ dấu trừ đi còn giữ nguyên cái số còn lại. Cô lấy ví dụ là có số nguyên âm là âm 3 chẳng hạn. Vậy thì chúng ta sẽ giữ nguyên, chúng ta sẽ bỏ cái dấu trừ trước cái số nguyên âm. Còn số còn lại, ví dụ chúng ta nhân với 4 đúng không? Thì chúng ta giữ nguyên số 4. Tiếp theo bước số 2, chúng ta sẽ tính tích của hai số nguyên dương nhận được ở bước 1.
À đó, tức là cô lấy ví dụ là bỏ dấu trừ của âm 3 rồi thì sẽ còn dương 3, đúng không? Nhân với dương 4 thì ở đây chúng ta sẽ lấy 3 nhân 4. Đó là bước 2. Tiếp theo, bước số 3 chúng ta sẽ thêm dấu trừ trước kết quả nhận được ở bước 2 và khi đó chúng ta sẽ được tích cần tìm. Đó. Rồi, đó chính là phép nhân hai số nguyên khắc dấu. Vậy từ đây chúng ta lại nhận ra được rằng là gì? À, đó là tích của hai số nguyên khắc dấu. Khắc dấu tức là một số nguyên âm và một số nguyên dương thì chúng ta sẽ ra được kết quả là số nguyên âm hay số nguyên dương các bạn nhỉ? À đúng rồi, đó là ra là số nguyên âm. Nhớ chưa? Đây là cái chú ý của chúng ta. Tích của hai số nguyên khắc dấu là số nguyên âm. Được chưa? Rồi, đó là phần kết luận của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng và làm cho cô ví dụ số 1. Tính cho cô đây là phép nhân các số nguyên khắc dấu. Vậy chúng ta sẽ áp dụng cái 3 bước vừa rồi. Đầu tiên là cô sẽ làm gì đây? À, cô sẽ bỏ dấu trừ của cái số nguyên âm này. Thì tức là trừ 5 thành dương 5 này. Rồi sau đó cô nhân với 6. Đấy, sau đó cô sẽ đặt dấu trừ trước cái tích này. Vậy sẽ bằng âm 30. Được chưa? Tương tự như thế ở đây sẽ bằng này. 5 nhân âm 2. À, ở đây chúng ta sẽ bỏ cái dấu âm của số 2 này đi. Đấy, thì nó sẽ bằng dương 2. Rồi sau đó chúng ta nhân với số còn lại 5. Rồi sau đó đặt dấu trừ trước cái kết quả này. Vậy sẽ bằng âm 10. Tiếp theo, tương tự ở đây chúng ta cũng có thể làm được nhanh. Đó là gì? À, đây chúng ta biết chú ý vừa rồi đó là nhân hai số nguyên khác dấu chắc chắn ra số nguyên âm. Vậy đây chúng ta sẽ đặt dấu âm luôn này. Sau đó lấy 7 nhân 5. Đấy, vậy kết quả sẽ bằng âm 35. Tiếp theo, tương tự như thế chúng ta cũng có là gì? 11 nhân âm 13. À, vậy nhân hai số nguyên khác dấu chắc chắn ra âm rồi. Vậy ở đây chúng ta lấy 11 nhân 13 ở trong ngoặc. Vậy khi đó cô sẽ được kết quả sẽ bằng âm 143. Đó là về phép nhân hai số nguyên khắc dấu. Vậy tiếp theo chúng ta sẽ sang cho cô đó là phép nhân hai số nguyên cùng dấu thì chúng ta có các trường hợp nào các bạn nhé. Phần thứ hai là mã của chúng ta đó là phép nhân hai số nguyên cùng dấu. À, vậy thì hai số nguyên cùng dấu thì nó sẽ lại có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là cùng dấu dương, còn trường hợp thứ hai là cùng dấu âm, đúng không? Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi xét trường hợp đầu tiên, đó là phép nhân hai số nguyên cùng dấu dương nhé. Đấy, tức là nhân hai số nguyên dương. Vậy bây giờ chúng ta sẽ có là phép nhân hai số nguyên dương thì nó cũng giống như là phép nhân hai số tự nhiên với nhau, đúng không? Cô lấy ví dụ này. Đây, đấy, chính là phép nhân hai số tự nhiên khác không? Thì chúng ta có chẳng hạn là 8 x 8 thì bằng 64, hoặc là 5 x 7 thì bằng 35, vân vân, đúng chưa? Đấy, thì nó cũng không khác gì so với nhân hai số tự nhiên khác không cả. Vì vậy mà chúng ta sẽ thực hiện phép tính như bình thường. Tiếp theo chúng ta sẽ sang phần thứ hai, đó là phép nhân hai số nguyên âm nhé. Rồi, phép nhân hai số nguyên âm, các bạn hãy xét cho cô cái hoạt động số 2. Quan sát kết quả của ba tích đầu. Đấy. Ở đó mỗi lần ta giảm đi một đơn vị ở thừa số thứ hai thì người ta yêu cầu là tìm kết quả của hai tích cuối. À, các bạn nhìn nhá, chú ý kỹ cho cô này. Ở đây chúng ta sẽ thấy này, ở cái tích đầu tiên, kết quả phép tính đầu tiên, âm 3 nhân 2 thì sẽ bằng âm 6, đúng không? Rồi tiếp theo âm 3 nhân 1 thì bằng âm 3. Đấy, các bạn nhìn cho cô này, thừa số thứ hai đây, thừa số thứ hai là cô đã viết bằng cái phấn màu vàng đấy, các bạn thấy chưa? Đây là 2, đây là 1. Đấy, cô giảm một đơn vị. Tiếp theo là 1 sau đó xuống 0. Rồi tiếp theo là 0 xuống âm 1, âm 1 xuống âm 2. Đấy, tức là mình sẽ giảm từ trên xuống dưới cái thừa số thứ hai này một đơn vị. Được chưa? Thì khi đó các bạn sẽ nhìn thấy cho cô này. Đấy, từ âm 6 đến âm 3 nhìn kết quả nhá. Khi cô giảm từ số thứ hai đi một đơn vị thì cái kết quả thương của chúng à tích của chúng ta, các bạn nhìn thấy không? Nó sẽ tăng mấy đơn vị các bạn nhỉ? Tăng 3 đơn vị, đúng không? Đây, từ âm 6 đến âm 3 thì chúng ta thấy là tăng 3, tức là âm 6 cộng 3 thì sẽ bằng âm 2. Vậy tức là nó tăng 3, được chưa? Rồi, vậy cô sẽ có nhá. Đây, từ âm 6 đến âm 3 là tăng 3 đơn vị. Tiếp theo khi cô giảm một đơn vị ở thừa số thứ hai là 1 xuống 0 ý, thì tương tự là âm 3 xuống 0 thì chúng ta thấy âm 3 lên đến 0 thì cũng là tăng 3 đơn vị. Đấy, các bạn thấy chưa? Rồi, cũng là tăng 3 đơn vị. Tiếp theo
giảm từ 0 xuống âm 1, tức là giảm một đơn vị ở thừa số thứ hai, thì tương ứng là tích của chúng ta cũng sẽ phải tăng 3 đơn vị. Đấy, cũng sẽ tăng 3 đơn vị nhá. Tương ứng ở dưới cũng sẽ phải là tăng 3 đơn vị. Rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ điền ở đây. Tăng 3 đơn vị thì ở đây là 0 rồi nhá. 0 mà cộng thêm 3 thì ở đây sẽ là số 3. Đúng không? Rồi, tiếp theo 3 ở đây mà tăng thêm 3 nữa thì sẽ bằng 6. Đấy, vậy thì khi đó chúng ta sẽ thấy được rằng là gì? Câu B, các bạn hãy so sánh cho cô âm 3 nhân âm 2 và 3 nhân 2. Đấy, các bạn thấy âm 3 nhân âm 2 làm theo cách vừa rồi thì chúng ta thấy nó lên bằng 6, đúng không? Rồi, cô sẽ có nhá. Ta có đó là âm 3 nhân âm 2 thì sẽ bằng dương 6 này. Mà 3 nhân 2 thì cũng sẽ bằng 6. Vậy khi đó cô sẽ có là gì? Âm 3 nhân âm 2 thì chính là bằng 3 nhân 2. Đấy, được chưa? Vậy khi đó chúng ta sẽ có được rằng là để tìm tích của âm 3 nhân âm 2 thì ta chỉ việc là như thế nào nhỉ? Chúng ta chỉ việc là lấy tích của hai số 3 và 2 nhân với nhau, thì khi đó chúng ta sẽ ra đều ra kết quả là 6. Các bạn thấy không? Đây, 3 số nguyên âm là 3 này, âm 3 này. Rồi, âm 2 nhân với âm 2, vậy cô chỉ việc là bỏ hai cái dấu âm đằng trước, sau đó cô nhân hai cái số còn lại với nhau. Các bạn thấy không? 3 nhân 2. Đó, được chưa? Vậy khi đó chúng ta sẽ rút ra được cho cô cái cách nhân hai số nguyên âm như sau. Đó là để nhân hai số nguyên âm thì ta sẽ làm cho cô theo hai bước. Bước số 1 là chúng ta sẽ bỏ dấu âm trước mỗi số. Bước thứ hai là tính tích của hai số nguyên dương nhận được ở bước 1 và ta có tích cần tìm. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ có nhá. Vậy thì từ đây chúng ta sẽ rút ra cho cô một cái chú ý, đó là gì? Là khi mà chúng ta nhân hai số nguyên âm với nhau thì chúng ta thấy ra kết quả là một số nguyên dương. À, đúng không? Ví dụ âm 3 nhân âm 2 thì ra lại bằng dương 6. Mà 3 nhân 2 thì cũng bằng 6. Vậy tức là gì? Chúng ta sẽ rút ra một cái kết luận cuối cùng, đó là khi mà hai số nguyên cùng dấu mà nhân với nhau thì nó sẽ ra số nguyên dương. Được chưa nào? Rồi, đó các bạn rút ra nhá. Tích của hai số nguyên mà cùng dấu thì sẽ là số nguyên dương. Cùng dấu tức là cùng dấu dương cũng được, mà cùng dấu âm cũng được, thì đều ra kết quả là dương cả. Số nguyên dương, được chưa ạ? Rồi, bây giờ vận dụng và làm cho cô ví dụ sau. Ví dụ A là âm 5 nhân âm 2. Vậy sẽ bằng này. Bỏ dấu âm trước kết quả, trước mỗi số này đi. Sẽ là 5 nhân với 2. Vậy sẽ bằng 10. Tiếp theo, đây cô sẽ có này. Cô B nhá. Với x bằng âm 12 thì âm 3x sẽ bằng, nào cô sẽ có nhá, âm 3 nhân với bao nhiêu? Nhân với x tức là nhân với âm 12. Âm 12, âm 3 nhân âm 12, vậy cô sẽ bỏ dấu trừ trước mỗi số này này, sẽ là 3 nhân với 12, vậy sẽ bằng 36. Rồi, đó là ví dụ 2 của chúng ta, rất là dễ đúng không nào? Rồi, vậy qua cái phần ví dụ 2 này cũng như là cái phần phép nhân hai số nguyên cùng dấu và hai số nguyên trái dấu thì chúng ta có thể rút ra được một cái chú ý cho cô, đó là hai số nguyên mà cùng dấu dương nhá, thì khi đó kết quả của chúng ta nhận được sẽ ra là số dương, nguyên dương. Tiếp theo là hai số âm. Đấy, âm mà nhân với nhau ấy thì cũng sẽ ra âm. Tiếp tục là hai số trái dấu nhân với nhau này, một dương nhân với một âm thì sẽ ra là âm. Còn một âm nhân với một dương tương tự cũng sẽ ra âm. Nói tóm lại là gì? Nhân hai số mà cùng dấu thì sẽ ra dương, còn hai số trái dấu thì sẽ ra âm. Chưa nào? Rồi, đó là phần chú ý rất quan trọng của chúng ta. Bây giờ vận dụng vào làm cho cô bài luyện tập sau nhé. Luyện tập 2, tính giá trị của biểu thức trong mỗi trường hợp sau. Câu A, âm 6x trừ 12 với x bằng âm 2. Đấy, ta sẽ giải này. Bây giờ cô sẽ có là với x bằng bao nhiêu? Câu A này, x bằng âm 2 thì âm 6x trừ đi 12 thì sẽ bằng gì? Nào, âm 6x nào các bạn? Âm 6 nhân với x thì tức là nhân với âm 2 trừ đi 12. Vậy bây giờ sẽ bằng
âm 6 nhân âm 2. À, hai số nguyên cùng dấu nhân với nhau chắc chắn ra dương rồi. Vậy đây sẽ là dương 12. Trừ đi 12, vậy ở đây sẽ bằng 0. Đấy, đó là câu A. Tiếp theo sẽ là câu B. Câu B là trừ 4y cộng 20 với y bằng âm 8. Thì chúng ta sẽ có là với y bằng âm 8 thì trừ 4y cộng 20 sẽ bằng. Nào, con sẽ thay vào nhá. Ở đây sẽ là âm 4 nhân y. À, nhân y tức là nhân với âm 8 này. Rồi, nhớ là số âm này mình sẽ đặt trong ngoặc. Chưa? Cộng với 20, vậy sẽ bằng. À, âm 4 nhân âm 8, hai số nguyên âm nhân với nhau, hai số nguyên cùng dấu, vậy sẽ ra dương. 4 nhân 8 bằng 32 cộng 20. Vậy kết quả sẽ bằng 52. Đó là bài luyện tập số 2 của chúng ta, rất là dễ đúng không nào? Rồi, vậy thì chúng ta đã được học về số tự nhiên rồi đúng không các bạn? Thì số tự nhiên nó có các tính chất, đó là tính chất giao hóa này, tính chất kết hợp, rồi thì tính chất là nhân với số 1, hoặc là tính chất phân phối giữa phép nhân đối với phép cộng. Vậy thì đối với số nguyên thì nó có các tính chất như vậy hay không? Phép nhân số nguyên thì có tính chất như vậy hay không? Thì cô và các bạn sẽ tìm hiểu trong cái phần, đó là phần 3 La Mã, tính chất của phép nhân các số nguyên, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng tham gia cái hoạt động số 3 này với cô nhé. Tính và so sánh kết quả. À, câu A, câu B, câu C và câu D. Rồi, bây giờ cô sẽ tính như sau. Đầu tiên sẽ là ý A trước này. Ý A là âm 4 nhân với 7. Âm 4 nhân với 7 thì bằng bao nhiêu? À, hai số nguyên trái dấu nhân với nhau này khác dấu. Vậy sẽ bằng âm 28. Đấy, tiếp theo là 7 nhân với âm 4. Đấy, 7 nhân với âm 4 tức là cô hoán đổi vị trí của hai số này cho nhau. Vậy sẽ bằng bao nhiêu? À, cũng là bằng âm 28. Vậy từ đây cô có thể kết luận được rằng là âm 4 nhân với 7 thì hoàn toàn bằng là 7 nhân với âm 4. Đó. Vậy tức là gì? À, chúng ta thấy rằng là âm 4 nhân 7 bằng 7 nhân âm 4. Vậy tức là gì? Phép nhân sẽ có tính chất giao hoán. Đầu tiên. Tiếp theo là ý B. Ý B để chúng ta sẽ xem, giúp cô xem là các phép nhân của nó còn có những tính chất gì nữa, đúng không? Đây chúng ta có nhá. Mở ngoặc vuông này, âm 3 nhân với 4 đóng ngoặc vuông nhân với âm 5 ở ngoài thì sẽ bằng gì? Ở đây cô sẽ có nhá, trong ngoặc vuông này chúng ta sẽ thu được là bằng bao nhiêu? Âm 3 nhân với dương 4 thì sẽ bằng âm 12. Đấy. Rồi, âm 12 nhân với âm 5 ở ngoài thì sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? Âm 12 nhân âm 5 thì sẽ bằng dương 60. Được chưa? Hai số nguyên âm nhân với nhau thì sẽ bằng dương 60. Tiếp theo là âm 3 nhân với mở ngoặc vuông 4 nhân với âm 5. Rồi, vậy bây giờ sẽ bằng, nào cô viết nguyên âm 3 ở ngoài này, nhân với trong ngoặc vuông này, cô làm trong ngoặc vuông, 4 nhân âm 5 thì sẽ bằng âm 20, nhân hai số nguyên trái dấu khác dấu thì nó sẽ ra là âm 20 ở đây. Vậy âm 3 nhân âm 20, à âm 3 nhân âm 20 thì sẽ bằng là dương 60. Đấy, vậy từ đây hai điều này cô lại suy ra được rằng là gì? À, hai cái này nó sẽ bằng nhau, đó là âm 3 nhân với 4 tất cả nhân với âm 5 ở ngoài thì cũng sẽ bằng là âm 3 nhân với mở ngoặc vuông là 4 nhân với âm 5. Đấy. Vậy qua cái phần B này chúng ta sẽ thấy được cho cô là à, đó là phép nhân của các số nguyên thì nó cũng sẽ có tính chất, đó là tính chất kết hợp, đúng nào? Đây là tính chất kết hợp. Đó là gì? Khi cô kết hợp âm 3 với 4 vào. Đấy, sau đó được bao nhiêu nhân với âm 5 thì nó cũng bằng là gì? À, cô đặt cái âm 3 ở ngoài, sau đó kết hợp 4 với âm 5. Đấy, thì khi đó chúng ta sẽ khẳng định rằng là phép nhân các số nguyên cũng có tính chất kết hợp. Chưa? Rồi tiếp theo là câu C. Câu C này, âm 4 nhân với 1. À, âm 4 nhân với 1 thì sẽ bằng là âm 4. Đấy, vậy chúng ta thấy là âm 4 này thì bằng âm 4, đúng không? Vậy thì khi đó chúng ta thấy là gì? À, âm 4
Tức là chúng ta sẽ có cái tính chất nhân với số 1, đó là số nguyên A mà nhân với 1 thì cũng sẽ bằng chính số A. Đấy, tức là sẽ bằng số 1 nhân A và sẽ bằng số A, được chưa ạ? Đó là tính chất nhân với số 1. Và tiếp theo là câu D. Câu D là âm 4 này nhân với 7 cộng 3. À, bây giờ cô sẽ được là bằng âm 4, cô viết nguyên này, nhân với 7 cộng 3 thì sẽ bằng 10. Âm 4 nhân 10 thì sẽ bằng âm 40. Tiếp theo là âm 4 nhân với 7 mà cộng với âm 4 nhân với 3 thì sẽ bằng, nào, cái tích đầu tiên cô tính trước này, nhân chia trước cộng trừ sau, vậy cô sẽ làm nhân trước này, trừ 4 nhân 7 thì bằng trừ 28, cộng với ở đây trừ 4 nhân 3 thì bằng trừ 12. Đấy, trừ 28 mà cộng với trừ 12 thì cũng sẽ bằng âm 40. Đó, được chưa? Rồi, vậy từ hai điều này cô lại suy ra được gì? Từ đây cô lại suy ra nhá, đó là vậy, là âm 4 nhân với mở ngoặc 7 cộng 3 thì chính là bằng âm 4 nhân 7 cộng với âm 4 nhân 3. Âm 4 nhân 7 cộng với âm 4 nhân 3. Rồi, đó. Vậy tức là qua câu D này thì mình sẽ rút ra được điều gì nhỉ? À, đó là gì? Phép nhân các số nguyên cũng có tính chất phân phối đối với phép gì nhỉ? Phép cộng, được chưa nào? Rồi, đấy các bạn thấy nhá, đây các bạn, chúng ta có nhận xét là ở mỗi trường hợp thì hai kết quả đều bằng nhau. Vậy khi đó chúng ta sẽ có là phép nhân các số nguyên, nó sẽ có tính chất này, tính chất giao hoán, tính chất kết hợp, tính chất nhân với số 1 và tính chất phân phối đối với phép cộng, được chưa? Và đây chính là các tính chất của phép nhân số nguyên mà chúng ta cần ghi nhớ nhá. Đó, chúng ta sẽ rút ra cho cô cái kết luận về các tính chất của phép nhân các số nguyên thì có các tính chất sau. Thứ nhất là tính chất giao hoán này, thứ hai là tính chất kết hợp, thứ ba là tính chất nhân với số 1, thứ tư là phân phối của phép nhân đối với phép cộng hoặc là của phép nhân đối với phép trừ, được chưa? Rồi, và qua đây thì chúng ta cũng sẽ có cái chú ý cho cô, đó là A nhân với 0, số nguyên A mà nhân với 0 thì sẽ bằng số 0 nhân với A và cũng đều bằng 0 cả, đúng không nào? Rồi, và nếu mà cô có A nhân B mà bằng 0 thì hoặc A bằng 0 hoặc B bằng 0, tức là có hai số nguyên mà nhân với nhau nhá mà ra kết quả bằng 0 thì sẽ có là gì? Số A bằng 0 hoặc là số B phải bằng 0, đúng không nào? Rồi, đó là phần chú ý. Bây giờ chúng ta vận dụng vào làm cho cô bài luyện tập số 3, là tính một cách hợp lý. Đó là chúng ta sẽ sử dụng cho cô các cái tính chất mà chúng ta học vừa rồi để chúng ta làm bài này nhé. Giải này. Câu A là âm 6 nhân âm 3. Rồi, âm 6 nhân âm 3 nhân với âm 5 thì sẽ bằng. Rồi, âm 6 nhân âm 3 nhân âm 5 thì cô sẽ làm như thế nào đây? À, cô sẽ nhóm hai cái số đầu tiên, số đầu và số cuối này vào với nhau nhá. Tức là cô sẽ sử dụng tính chất, đó là tính chất giao hoán này. Đây, cô sẽ hoán đổi vị trí của hai số âm 3 và âm 5 thì cô sẽ được là âm 6 nhân với âm 5. Rồi, nhân với âm 3 ở ngoài. Sau đó tiếp theo cô sẽ sử dụng tính chất, đó là tính chất kết hợp. Cô kết hợp hai số này vào. Âm 6 nhân với âm 5. Rồi, nhân với âm 3 ở ngoài. Vậy bây giờ cô sẽ thu được âm 6 nhân âm 5 thì sẽ bằng dương 30 nhân với âm 3. Vậy kết quả sẽ bằng âm 90. Đó, rồi tiếp theo là ý B. Ý B cô sẽ có là bằng này. Rồi, ở đây cô sẽ sử dụng tính chất phân phối giữa phép nhân đối với phép cộng. Thì cô thấy ở đây các bạn nhìn nhá. A nhân với B trừ đi A nhân với C, đúng không? Vậy cô sẽ có được là A nhân với mở ngoặc B trừ C. Cô sẽ dùng góc vuông nhá. B của chúng ta là 81 này, trừ đi C là âm 19. Đấy, vậy cô sẽ thu được là bằng 41 nhân. Đây cô sẽ có là gì? Nào, chúng ta sẽ phá cái ngoặc nhá. Cô sẽ được là gì? Đây, mở ngoặc vuông này, 81 này, phá ngoặc tròn này có dấu trừ đằng trước. Vậy chúng ta sẽ có là 81 mà trừ đi bao nhiêu?
81 mà trừ đi âm 19 thì tức là 81 cộng với bao nhiêu nhỉ? Số đối của âm 19 là 19. Rồi, vậy ở đây chúng ta sẽ thu được là bằng 41 nhân với 81 cộng 19 thì bằng 100. Vậy cô sẽ thu được là bằng 4.100. Rồi, đó chính là bài tập luyện tập số 3 của chúng ta. Bài tập số 1 của chúng ta như sau là bây giờ các bạn hãy tìm cho cô số thích hợp để điền vào các cái chỗ trong cái phần dấu hỏi chấm này nhá. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ quan sát cho cô này. Đây, các bạn sẽ thấy là dòng thứ nhất sẽ là số A, số nguyên A, dòng thứ hai sẽ là số nguyên B, còn dòng thứ ba sẽ là tích của A nhân B. Vậy thì khi đó chúng ta sẽ điền cho cô các cái dấu, các cái số thích hợp vào trong các cái dấu hỏi chấm này. Được chưa? Bây giờ cô sẽ có này. Đấy, đầu tiên là chúng ta sẽ tìm cho cô cái phần này. Đây là A nhân B, số nguyên A nhân số nguyên B. Vậy ở đây chúng ta có là 15 nhân 6 thì ở đây sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? 5 nhân 6 thì sẽ bằng 30, với 0 nhớ 3 này. 1 nhân 6 là 6, nhớ 3 là 9. Vậy ở đây sẽ là dương 90. Tiếp theo là nhân 2 số nguyên khác dấu, âm 3 nhân âm 10, âm 3 nhân với 14, vậy chắc chắn ra âm rồi. 3 nhân với 14 thì bây giờ sẽ bằng bao nhiêu? 1, 3 nhân 4 là 12, viết 2 nhớ 1 này. 3 nhân 1 là 3, nhớ 1 là 4. Vậy kết quả sẽ là âm 42. Tiếp theo là 11 nhân với âm 23. 11 nhân với âm 23 thì sẽ bằng bao nhiêu các bạn nhỉ? Chắc chắn ra âm rồi. Sau đó chúng ta sẽ điền được vào đây sẽ là bao nhiêu? Là 253. Đấy, 11 nhân với 23, đúng chưa? Vậy ở đây kết quả bằng âm 253. Tiếp theo, số âm 4 nhân âm 125 thì chúng ta thấy là số hai số nguyên âm nhân với nhau, vậy sẽ ra số nguyên dương. Vậy chắc chắn ở đây sẽ ra dương rồi này. 4 nhân với 125 thì chúng ta sẽ được là bằng bao nhiêu? 5 nhân 4 bằng 20, viết 0 nhớ 2 này. 5, 2 nhân 4 là 8, nhớ 2 là 10, viết 0 nhớ 1 này. 1 nhân 4 là 4, nhớ 1 là 5. Vậy kết quả sẽ bằng dương 500. Tiếp theo ở đây thì chúng ta phải điền vào dấu hỏi chấm này. Vậy chúng ta đã biết tích rồi là âm 21, biết một cái thừa số đó là 7 rồi. Vậy muốn tìm thừa số chưa biết, ta sẽ lấy tích chia cho thừa số đã biết. Vậy bây giờ chúng ta sẽ suy nghĩ cho cô xem là số nào nhân với số 7 để bằng âm 21. Tích mà ra âm thì tức là hai số nguyên của chúng ta phải là hai số nguyên trái dấu, tức là khác dấu nhau. Và ở đây số 7 này dương 7 rồi, vậy ở đây trên này sẽ phải tìm một số nguyên âm. Vậy số nguyên âm nào nhân với 7 bằng âm 21 nhỉ? Đó là số âm 3. Đó, được chưa? Rồi, tiếp theo ở đây cũng tương tự như vậy. Ở đây là ra kết quả là số dương, nguyên dương, mà ở đây ra ở đây là số âm 9, vậy ở đây chắc chắn phải là một số nguyên âm. Để số nguyên âm nhân số nguyên âm mới ra là số nguyên dương. Được chưa? Vậy ở đây chúng ta sẽ có là 9 nhân với bao nhiêu để bằng 72 các bạn nhỉ? 9 nhân 8 đúng không? Vậy ở đây sẽ phải là số âm 8. Đó chính là bài tập số 1 của chúng ta. Bây giờ tương tự như thế các bạn làm cho cô bài số 2 nhé. Rồi bây giờ là bài số 2 sẽ là một bài tính. Thì đầu tiên là câu A và câu B các bạn dễ dàng có thể tính được rồi. Vậy cô sẽ ghi luôn kết quả ra đây nhá. Nhân 2 số nguyên khác dấu, vậy chắc chắn sẽ ra âm rồi. 21 nhân 3 thì sẽ bằng bao nhiêu? 1 nhân 3 là 3 này, 2 nhân 3 là 6. Vậy ở đây sẽ là âm 63. Tiếp theo là nhân 2 số nguyên âm. Nhân hai số nguyên âm thì sẽ ra là một số nguyên dương. Vậy ở đây cô sẽ thu được là bao nhiêu? 21 nhân với 6 này. 1 nhân 6 thì sẽ bằng 6, 2 nhân 6 là bằng 12. Vậy đây sẽ là bằng 124. Chưa nào? Rồi, đó là âm 63 và 126 là kết quả của câu A và câu B. Tiếp theo là câu C. Câu C thì ở đây các bạn hãy nhìn kỹ cho cô này. Đó là gì? 10 mũ 10 nhân với âm của 10 mũ 4. Đấy. Thì chúng ta sẽ thấy là gì? Đây là một số nguyên dương. Đây là một số có lũy thừa, là một số dương, đúng không? Đây là âm. Vậy thì khi đó chúng ta sẽ có là kết quả sẽ ra âm. Đấy, sau đó mở ngoặc này. 10 mũ 10 nhân với 10 mũ 4 ở trong. Đấy, vậy kết quả sẽ là âm 10 mũ bao nhiêu đây? Nhân 2 lũy thừa cùng cơ số là 10. Vậy chúng ta giữ nguyên cơ số là 10 cộng số mũ, 10 cộng 4 là 14.
Tiếp theo là câu D. Câu D thì chúng ta sẽ nhìn cho cô này. Ở đây có bao nhiêu cái thừa số âm 3 nhân với nhau đây nhỉ? 1, 2, 3, 4. À, 4 cái thừa số âm 3 nhân với nhau. Thì chúng ta sẽ nghĩ nhá, 2 thừa số âm 3 nhân nhau thì sẽ ra một số nguyên dương. Tiếp theo là 2 thừa số âm 3 này nhân với nhau thì sẽ ra một số nguyên dương. Vậy 2 số nguyên dương kết hợp nhân với nhau thì sẽ ra dương, đúng không? Vậy khi đó ở đây chúng ta có thể viết được thành là bao nhiêu nhỉ? À, ở đây là sẽ là bao nhiêu? À, âm 3 nhân với âm 3, tất cả mũ 4, đúng không? Vậy đây cô sẽ có thể viết được thành là âm 3 nhân âm 3 thì sẽ là bao nhiêu nhỉ? Là dương 9 này. Rồi, nhân với ở đây là âm 3. Đây, cô sẽ nhóm vào các bạn nhé. Đây, cô sẽ nhóm như này. Âm 3 nhân âm 3. Rồi, tiếp theo này. Nhân với ở đây sẽ là âm 3 nhân âm 3. Rồi, trừ đi 3 mũ 4 ở ngoài. Vậy cô sẽ thu được là bằng âm 3 nhân âm 3 thì sẽ bằng là 9 này. 9 nhân với âm 3 nhân âm 3 ở đây cũng là bằng 9, trừ đi 3 mũ 4. Vậy ở đây cô sẽ thu được là bằng 9 nhân 9 là bằng 81 này. Rồi, trừ đi 3 mũ 4 cô tính ra thì sẽ được là bằng 81. Vậy ở đây kết quả sẽ bằng 0. Đó, 3 mũ 4 là bằng 81. Vậy đó là cái bài số 2 của chúng ta, câu A, B, C và D. Vậy thì về nhà các bạn sẽ làm thêm cho cô các bài tập khác trong sách giáo khoa và sách bài tập nhá. Sau đó thì ôn tập lại cho cô, đó là các tính chất của phép nhân hai số nguyên này. Tiếp theo là gì đấy? À, đó là cách nhân hai số nguyên cùng dấu, hai số nguyên khác dấu cho cô nhá. Bây giờ thì cô phải nói lời tạm biệt với các bạn rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong bài học hôm sau của chúng ta. Xin chào tất cả các em. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.